Họ và tên con? Huy. Đây là buổi cuối của Huy đúng không? Vâng. Huy học ở đây được mấy buổi thì chữ bắt đầu viết đẹp? Học tầm 25 buổi bắt đầu viết đẹp. Ai khen con viết đẹp hay tự con thấy chữ con đẹp? Thế không, hiện tại con học thêm môn gì? Thế con bắt đầu viết được kiểu chữ này ở học thêm toán văn đúng không? Từ buổi thứ mấy? Hai hay ba là con viết được như thế này ở buổi học thêm rồi. Có kịp không? Bằng bút mực hay bút bi? Có bao giờ bị chậm không? Có ai khen chữ con không? Ở lớp học thêm. Thầy khen như nào? Thầy nói như nào? Đẹp à? Thế còn môn toán có viết được như này không? Có sạch sẽ không? Có khen không? Các bạn có khen không? Có không? Bố mẹ? Con thấy viết nhanh bằng bút bi có dễ không? Có đẹp không? Thế trước khi con học ở đây thì chữ của con như thế nào? Nó có như thế này không hay nó như thế nào? Nó xấu, có bị bao giờ bị trừ điểm hay bị ai chê không? À, bị chê à? Con bây giờ được khen à? Thế con thấy học 1 khóa 12 buổi viết được thì có dễ không? Con dễ không? Nó có khóa vất vả khó không? Thế con em con viết có tiến bộ không? Có không?